đánh giá được cái hình dạng của lòng tử cung ha, hình dạng của lòng tử cung, hình dạng chức năng của tử cung có bị thấp hay không, và hình dạng của tử cung thế nào, nhưng nó sẽ không đánh giá được tổn thương đi kèm, ví dụ của nội mạc tử cung, của cơ tử cung, hoặc là của những cái nằm xung quanh tử cung, HSC không đánh giá được. Trong khi với sự phát triển của siêu âm cho tới siêu âm 3 chiều ha, và cộng hưởng từ thì những cái chuyện đó đều đánh giá rất tốt, nên bây giờ HSC hầu như là không còn cái vai trò trong chẩn đoán dị tật tử cung nữa, và đó là thay thế bằng siêu âm 3 chiều và cộng hưởng từ. Siêu âm 3 chiều ở nước mình có không? Có không? 4D là gì? 4D là gì? 3D là cái gì? Đây là thêm 4D hơn 3D, thêm cái D hả? Siêu âm 3 chiều nó khác với siêu âm mà mình mấy chị vẫn hay thực tập với nhau là chỗ nào? Thêm một cái chiều, thêm một cái chiều, ví dụ như là siêu âm trắng đen của mình là siêu âm 2 chiều đúng không? XY theo trục XY, còn bây giờ 3 chiều thêm trục Z nữa, tạo trong cái không gian thêm một chiều để tái tạo được một cái hình thể. Đó, ví dụ tái tạo ra được hình này nè. Còn có thể tử cung hồi nãy giờ mình coi cái hình cắt ngang cắt qua chỉ có một chiều trước sau hay là phải trắng gì đó. Chứ mà trắng đen có phải chính xác đó là màu trắng và màu đen không mấy anh chị? Không rồi ha. Tại vì cái tham sáng, cái dạ sáng của siêu âm nó có dạ nó thay đổi cái dạ sáng. Hai cái màu trắng đen á mình quy định cho những cái tổn thương hay là những cấu trúc mà hiển thị trên màn hình đó, nằm ở giữa màu trắng và màu đen, con mắt mình dễ tiếp nhận, cho nên là mình thấy thể siêu âm hai chiều á thành siêu âm trắng đen luôn, tại vì mình thấy trên màn hình chỉ có màu trắng và màu đen là những cái màu xám xám thôi, đúng không? Cho nên mới về với anh chị á, mà anh chị muốn lấy tiền bệnh nhân, mấy anh chị nói mấy anh chị có siêu âm màu, thế là mấy anh chị không có quy định là màu trắng và màu đen nữa, mà mấy anh chị đi từ màu xanh nhạt cho tới màu xanh đậm, trên màn hình cũng có màu, đúng không? Hoặc là mình lấy cái màu cam từ cam nhẹ cho tới màu cam đậm, trên màn hình cũng có màu, in cho bệnh nhân cái màu, cái hình màu cam nè là siêu âm màu, đúng không? Còn trong khi tại vì mình cứ siêu âm hai chiều của mình cứ để màu trắng màu đen riết, cho nên cứ nói thành siêu âm trắng đen. Cái chuyện nữa mấy anh chị muốn lấy màu đó, mấy anh chị cứ bỏ từng màu, muốn lấy từng màu đó mấy anh chị bỏ từng màu vô thành từng màu. Để nói nó tới đó thôi, thì nói là thêm siêu âm 3 chiều tức là 3D, tức là thêm một cái trục không gian thôi, thêm một trục không gian. Còn 4D thì thêm một cái trục thời gian nữa, ví dụ đơn giản như siêu âm 2 siêu âm 3D chụp cho cái mặt em bé trả xong 3D đúng không, siêu âm 4D trả cho mấy anh chị thêm cái clip em bé đứng nằm ngáp giơ tay lên trên 4D đúng không? Chứ thật sự tất cả những cái người ta xem xét đều là trên siêu âm 2 chiều đó, là siêu âm trắng đen đó, những cái dữ liệu mà người ta dùng để người ta chẩn đoán là siêu âm 2 chiều, chứ không phải là phải ngồi mà toàn bộ mà mình đứng, có bao giờ mình đứng còn siêu âm 4 chiều người ta làm 4 chiều liên tục không? Không có ha. Để trở lại cái của mình, siêu âm 3D nó có vai trò trong cái chẩn đoán dị tật tử cung đúng. Là bởi vì người ta sẽ rồi cái siêu âm hai chiều người ta sẽ tái tạo theo cái thêm một cái chiều nữa theo cái mặt phẳng không gian ha, cái ngồi đó mà xử lý cũng ra được cái hình cô nô giống y như cộng từ cắt vậy đó, nhưng mà ở nước mình hầu như chưa có, tại vì không có ai mua hết cái đầu dò gì để làm cái như đó, nói giờ 100 người nữa 5 người bị chắc chỉ vô phòng khám của mình đâu, đúng không? Chừng nào mới lấy là cô. Cho nên hầu như là người ta nếu mà trên 2D người ta nghi ngờ nó bị tật thì chụp cộng hưởng từ ha. Còn vậy thì HSG có cần chụp không? Chụp là gì? HSG người ta vẫn chụp là bởi vì không có một cái kỹ thuật nào kể cả cộng hưởng từ có thể đánh giá cái vòi trứng nó không hay không thông, đánh giá cái sự thông thương của bò trứng á, ngoài cái chuyện mà bất thường về hình dạng của tử cung á, thì duy nhất HSC mới cho biết là cái bò trứng này nó có tắc hay không. Tại sao mày có nghe nói có kỹ thuật là bơm trên lòng tử cung bơm nước là có là hạn là để con điều trị
quan. Cho nên trừ cái trường hợp chính cái người bác sĩ người ta điều trị cho cái người đó, người ta làm thì người ta xài, chứ mà người khác gửi bệnh đơn thì người ta không tin tưởng đó, cho nên người ta vẫn lựa chọn HSG. Tại thấy mình chưa thành cái đó là tại cái chứng trên thì phải vậy xoăn khắc nghiệm là đúng rồi. Tại mà tại sao nghe là tại vì các bạn trong lớp không thấy không, tôi đi chụp HSG rất là thô bạo. Chụp xong ra bệnh nhân ngồi khóc lóc in sờn khoái đợi chồng vuốt ve rất là lâu nó mới sáng được. Ý là nói biết chị này chụp sớm hơn rồi nha. Thành nói tóm lại thì bây giờ HSG nó chỉ còn ở cái vai trò trong nhiều nhất là trong lĩnh vực vô sinh, thì người ta cần coi cái vòi trứng nó có thông thương hay không. Rồi mình coi qua cái phôi thai học ha, coi qua cái phôi thai học. Hồi nãy giờ có người kia là tôi nói bài thì mình giữ vậy. Mình thấy trên hình có bốn cái ống, đúng không? Hai cái ống màu đỏ và hai cái ống màu xanh. Thì tử cung nó có nguồn gốc từ hai cái ống màu đỏ này, là hai ống cộng trung thận, cộng trung thận, hay là hai ống mô lên ha. Còn hai cái ống màu xanh là hai cái ống quật, đó là trung thận. Thì ống bên phải, ống bên trái nó từ từ nó tiến lại với nhau ha, dính nhau ở cái khúc dưới này, rồi sau đó nó tiêu đi cái phần vách này để nó tạo thành tử cung, cổ tử cung và phần trên âm đạo. Hai cái phần nó không dính nhau tạo thành hai cái vòi trứng. Trong khi một qua dưới âm đạo, tức là cái phần dưới của âm đạo nó có cái nguồn gốc khác, đó là nguồn gốc của xoang miệng dục. Do đó cho nên là dị tật của tử cung nó sẽ thường đi kèm với dị tật của phần trên âm đạo, bởi vì nó cùng nguồn gốc phôi thai. Trong những trường hợp đó có thể phần dưới âm đạo vẫn bình thường. Vậy thì đó là cái quá trình mà nó tạo thành tử cung. Thì khi mà nó có bất thường ở một trong những cái khâu nào của cái quá trình đó thì nó sẽ dẫn tới dị tật tử cung. Để tóm lại phần tạo thành tử cung nó chỉ có ba cái thôi. Cái thứ nhất đó là hai cái ống kết hợp lại, và cái thứ hai là tiêu đi cái vách ngăn ở giữa. Vậy thì nếu mà tử cung một sừng á thì nó bị bất thường ở cái khúc nào? Tử cung một sừng nó bất thường ở khúc nào? Con ống tự nhiên nó bị thoái triển hay là nó mất sản cái ống bên đó, ví dụ như cái hình này thì cái ống bên phải nó bị mất sản rồi, nó chỉ còn lại cái ống bên trái thôi. Một mình cái ống bên trái nó tạo thành cái sừng bên trái tử cung một sừng. Bây giờ nó hợp nhất, có lẽ nó phải hợp nhất với nhau thì nó tạo thành tử cung. Bây giờ nó không hợp nhất mà cứ nào nó phát triển để tạo thành tử cung gì, tử cung đôi, hai sừng, hai cổ, đúng không? Còn khi mà nó có dính lại với nhau thì tùy mức độ dính lại, ví dụ bình thường nó dính lại 100%, bây giờ nó dính từ 90 cho tới không là hoàn toàn không dính là tử cung đôi rồi ha. Thể có dính thì tùy đến mức độ mà nó có thể tạo thành tử cung một cổ hai sừng, hoặc là tử cung hai sừng hai cổ, hay là nhiều lắm thì nó sẽ tạo thành tử cung dạng cung. Tử cung dạng cung là coi như mình hay nghe là tử cung hình tim á, coi như là nó bình thường. Vậy thì tử cung hai sừng hai cổ làm sao phân biệt được với tử cung đôi? Mình nhìn không thấy hai sừng hai cổ mà biết đứa nào là tử cung đôi. Có một số cách để phân biệt, tuy nhiên là người ta cho thấy là trên hình ảnh mình có thể không phân biệt được ha, mà có thể thấy hai sừng hai cổ là người ta đọc tử cung đôi hết. Còn khi mà nó có dính lại rồi nhưng mà cái vách ngăn của nó không có tiêu đi thì nó sẽ tạo thành tử cung có vách ngăn này hoàn toàn không tiêu thì vách ngăn hoàn toàn. Còn nếu như mà nó tiêu đi một phần thì còn khúc này vách ngăn 8 phần. Thì trong các 8 dị tật này á thì giữa cái tử cung hai sừng và tử cung có vách ngăn là cái người ta yêu cầu mình phải phân biệt được trên siêu âm, thậm chí là siêu âm 2 triệu ha. Bởi vì sao? Bởi vì tiên lượng về những cái biến chứng về sản khoa giữa hai cái này nó khác nhau. Ví dụ như tỷ lệ sảy thai giữa tử cung hai sừng và tử cung có vách ngăn, theo các anh chị là cái nào cao hơn? Vách ngăn cao hơn, bởi vì cái chỗ nó mỏng ha. Nhưng mà điều trị được, cái nào điều trị được? Vách ngăn điều trị được, trong khi hai sừng đó điều trị cái mổ cắt bớt sừng đâu được, đúng không? Trong khi vách ngăn thì người ta
nên mình không phải phân biệt được. Mấy cái này là hình siêu âm 3 chiều ha, không coi chơi cho vui. Khi nhờ 3 chiều á, có một cái mẹo mà người ta nhớ nhanh hình 3 chiều hay là hình tổng một từ chẳng hạn, nó có vai trò trong cái phân là phân cái loại dị tật. Nhờ vào cái gì? Nhờ vào nó cắt được đúng cái mặt phẳng cô nô tử cung. Bình thường cái hình dạng tử cung nó sẽ có hình tam giác. Đâu rồi? Đây, đây là cái hình bình thường ha, đúng mặt phẳng cô nô. Mình thấy đây là cái nội mặt tử cung nè, có hình tam giác với cái đáy phía trên là thường là phẳng ha, là mặt phẳng. Còn khi mà nó không phải hình tam giác, cái đáy ở trên nó không có phẳng mà nó còn có lợn với nó lồi, người ta dựa vào cái gì để người ta phân tiếp dị tật? Thứ nhất là dựa vào cái bờ ngoài, tức là bờ thân mạng của tử cung. Cái thứ hai là bờ nội mạng, nếu mà nó phẳng thì thôi, còn nếu nó lở thì người ta sẽ phải đo cái độ lở này nó lớn hơn hay là nhỏ hơn 1 cm. Kế nữa là người ta sẽ coi cái gốc tạo bởi hai cái buồng nội mạng này là gốc nhọn hay là gốc tù. Ví dụ bây giờ nếu mà tử cung cái bờ ngoài của nó phẳng, còn mà nó phẳng thì nó sẽ có mấy trường hợp: một, bình thường; hai, tử cung có vách ngăn; ba, tử cung nhạn cung hay tử cung hình tim. Thì kế tới nữa là để phân tích coi nó thuộc một trong ba dạng này làm gì, coi cái buồng nội mạc ha. Buồng nội mạc thì mình thấy là ví dụ cái hình này là cái buồng nội mạc nó lợn đúng không, thì mình phải kẻ cái đường nối giữa cái chỗ cao nhất của hai buồng nội mạc. Rồi sau từ cái đường đó mình kẻ chỗ sâu nhất giữa hai cái buồng này để coi độ sâu của nó là nhỏ hơn hay là lớn hơn 1 cm. Ở đây mình thấy bờ ngoài của nó lồi lên chút ha, cái bờ của nội mạc phẳng, vậy đây là hình gì? Bình thường. Bình thường ở đây cái bờ ngoài nó lồi thì cái chỗ của nó, cái chỗ lõm của buồng nội mạc lớn hơn 1 cm, có vách ngăn ha, có vách ngăn, rõ ràng mình thấy có cái vách ngăn chạy xuống. Còn nếu như mà nó dưới 1 cm thì đó là tử cung nhạn cung ha. Còn khi mà cái bờ thân mạc mà nó lở xuống, nó tạo thành cái khe giữa hai cái sừng tử cung, thì mình sẽ coi cái khe này nó sâu bao nhiêu. Nếu như như cái kiểu này nó vẫn còn cái cổ của cung chung thì là tử cung hai sừng một cổ. Còn nếu như ở đây nó có khe đi tới đây thôi mà nó có hai cái cổ tử cung thì đây có thể là tử cung đôi hay là tử cung hai sừng hai cổ. Và nhắc lại về màn hình ảnh học, người ta cho phép mình nhầm lẫn giữa hai cái này, cái này về động thêm cho vui. Còn đối với 2D thì mình làm cái gì để mà mình đọc, tại vì mấy chị sẽ tiếp xúc cái này nhiều. Mình dựa vào cái buồng nội mạc thì đôi khi đối với siêu âm 2D mình cắt cẩn thận, đôi khi mình cũng cắt được mặt phẳng corona. Ở một số trường hợp mình tử cung cái tư thế thuận lợi cho mình cắt, còn nếu không thì mình phải dựa vào cái buồng nội mạc. Là buồng nội mạc đã hẹn thì mình sẽ, nếu mà mình hên gặp bệnh nhân thì trên hình này là giai đoạn gì, chế tiết hay tăng sinh hay nằm kinh, chế tiết đúng không, nó phải làm dày. Còn mình xui mình gặp nó đang hành kinh thì buồng nội mạc không chắc, mình cũng bó tay, mình coi không rõ ha. Mình sẽ coi cái khoảng cách giữa hai cái buồng nội mạc này, nếu mà mình có cung đôi là nó sẽ có cái khe nằm chính giữa luôn. Ở đây nó không có dính ra những cái này mà nó có cái mô mỡ hay là khí gì đó chui vô đây, cho ruột chui vô đây, đó là mình biết được cung đôi. Còn nếu mà nó có dính nhau, tức là có cơ hiện diện giữa hai cái nội mạc của cung, thì người ta sẽ coi cái khoảng cách giữa hai cái buồng nội mạc. Nếu như nó cách xa nhau nghĩa là hai sừng, còn nếu mà nó gần nhau như thế này có vách ngăn ha, đó là một tiểu gợi ý đó. Là còn nếu mà nó rời ra luôn nè thì là tử cung đôi. Đấy, hình HSG là cái hình này mình nãy giờ nói chai hoặc tưởng tượng được. HSG người ta sẽ bơm thuốc vào lòng tử cung, thì thuốc cảm quan nó sẽ trám vào cái lòng tử cung, rồi chụp thì sẽ thấy cái hình dạng sao để mà phân tích. Và cái đó là nó sẽ theo cái hai cái cồi trứng và nó thoát thuốc vào lòng vào bụng. Cái ca này nó có tắt không anh Tư? Cồi trứng có tắt không? Không, cái này là tắt bên trái.
đúng không, mình thấy thuốc ở bên này nè, nó đi ra ngoài, trong khi đây nó ứ thành cục, dở quá. Tóm lại thì những cái lưu ý về bị bạch tinh vô á thì có mấy cái lưu ý. Cái thứ nhất đó là mình đã nói rồi, đó là dị tật của tử cung á, nó có khả năng liên quan tới dị tật của phần trên âm đạo, bởi vì nó cùng một gốc phôi thai ha. Cái thứ hai là dị tật tử cung á, nó có thể đi kèm với dị tật hệ niệu, bởi vì hệ niệu dục mà lúc nào nó niệu dục cũng được kế bên ha. Và những cái bất thường về hệ niệu mà nó có thể gặp á, bất sản thần, thần hóng ngựa hay là thần lạc chỗ. Cho nên là hầu như là người ta sẽ giống cái phản xạ ở trên mà người ta thấy bất thường hệ niệu, ta làm siêu âm bụng thấy bất thường hệ niệu, phải cẩn thận đối với cái ở dưới có dị tật hay không. Còn nếu mà làm siêu âm ở dưới thấy nó bất thường, phải coi kéo lấy cái đầu dầu bụng coi cho cái thận nó có bất thường hay không ha. Cái cuối nữa là ở cái trường hợp mà dị tật tử cung á, thì hai cái buồng trứng nó vẫn có hình dạng và chức năng bình thường. Nãy giờ mình coi quá trình phôi thai đâu có liên quan tới buồng trứng, đúng không? Cho nên nó mình có hình dạng và chức năng bình thường thì những cơ quan sinh dục ngoài của cái người đó vẫn bình thường, đúng không? Hoàn toàn không có gì khác biệt so với người thường hết, tức là anh nhìn bằng mắt thường anh phát hiện được, lỡ cưới về ráng chịu thôi. Rồi, và thì từ đó nói luôn là nó sẽ không có liên quan tới bất thường nhiễm sắc thể ha. Cho nên nếu mà lỡ phát hiện trong cái quá trình mà đang siêu âm thai mà nghi có dị tật tử cung thì đó không phải là chỉ định để chồng ối hay là để sinh tiết ra nhau để làm bộ nhiễm sắc thể ha, bởi vì nó không liên quan nhau. Thì khi nào
mình đọc được nó là sạc cơm. Hầu như cái chẩn đoán Leo sạc cơm mang rất ít khi được chẩn đoán trước mổ, bởi vì về mặt hình ảnh, thậm chí các chụp đã tổng thống cần thì giữa cái leiomyoma và leiomyosarcoma đôi khi tương tự nhau, không phân biệt được. Trẻ có bệnh sẽ trả lời cái chuyện đó ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu là trên hình mà mình thấy có những cái dấu hiệu, ví dụ nó xâm lấn ra ngoài hoặc là nó xâm lấn là do nội mạc lồi xùi gì đó ha, thì trên hình mình có thể nghi ngờ ở đây là cái sạc cơm chứ không phải là một cái nhân sơ đi trở lại, không phải là cái nhân sơ lành tính. Lúc đó mình có thể nghi ngờ trước khi mà bệnh nhân mổ, chứ đa phần là chẩn đoán sau phẫu thuật. Còn trước phẫu thuật, trường hợp nào có thể nghi ngờ sạc cơm? Có hai trường hợp, đó là một cái nhân sơ đã biết ha, đột nhiên phát triển nhanh, tức là mới tháng trước 5, tháng sau thành 10 cm, mà trên một cái bệnh nhân không có cái cường estrogen, tức là bệnh nhân không có dùng thuốc ha, cũng như không có thai, người ta vẫn bình thường mà bây giờ đột nhiên phát triển nhanh thì phải nghi ngờ cái này chuyển thành sạc nhân cơ. Cái tình huống thứ hai đó là một bệnh nhân đã biết có nhân sơ tử cung trước đó là biết rồi, bây giờ mãn kinh đột nhiên nó lại phát triển lớn lên ha, thường là nó phải nhỏ lại tại mãn kinh, mà nếu mà người đó không dùng nội tiết tố nha, mãn kinh nó phải nhỏ lại, bây giờ đột nhiên lớn lên, thì đó là cái trường hợp cần phải nghi ngờ là sạc nhân cơ. Và cái chuyện đó khi mà người ta cho nó đi siêu âm không phải để mình chẩn đoán nó là sạc nhân cơ hay là nhân sơ, mà cái người ta cần đó là mình đánh giá cho người ta cái khối u có xâm lấn hay không, có xâm lấn đi tới đâu và cho có di căn tới đâu hay không. Rồi mình trở lại cái nhân sơ tử cung ha, vậy thì trên siêu âm cái nhân sơ tử cung nó có phản âm như thế nào? Phản âm dày hay phản âm kém thì đồng phản âm ba kiểu nè, đồng phản âm với cơ nè, mình nhận biết nó chỉ nhờ vào cái vỏ bao của nó thôi. Phản âm kém nè, phản âm dày nè, có kiểu phản âm nào? Để tôi nói cái micro nãy giờ là giống như tôi nói chai, không có gì hết trơn. Kiểu nào cũng có thể gặp ha, kiểu nào cũng có thể gặp, nhưng mà thường nhất là phản âm kém ha, thường nhất là phản âm kém. Còn đôi khi mình vẫn có thể gặp đồng phản âm, phản âm dày, tùy vào cái nhân sơ có thoái hóa hay không. Nhưng mà có cái điểm đặc biệt trong siêu âm cái nhân sơ bị cung á, nó là cái tổn thương phản âm gì cũng được, bên trong nó có những cái vật đen đen trong siêu âm gọi là gì? Đã vậy bóng lưng phía sau, thì cái đặc biệt của bóng lưng phía sau trong nhân sơ tử cung á, mình học cái lớp này khổ quá, chưa học siêu âm á, học siêu âm sáng xong giờ mai đi học siêu âm phụ luôn đúng không? Bớ học ghé cái lớp siêu âm được bài nào nhỉ? Kỹ năng ha, cái đó thì cuối đợt thực tập mình sẽ thi.
tôi vừa yêu cầu là nó làm thêm một cái bữa là giống như là thi về giải phẫu, có nghĩa là chiếu slide giải phẫu các bạn phải trả lời được. Đó bây giờ giải phẫu cái bụng mình phải nhớ, mình phải biết chứ, đúng không? Chưa học lý thuyết lắm. Tôi đã có nhắc các giảng viên hướng dẫn thực tập cho lớp mình rồi là khi đối với các mặt cắt, đúng không? Các mặt cắt dừng lại phải nhắc về giải phẫu, ha, phải nhắc về giải phẫu. Ví dụ như ăn cắt cái mặt cắt ngang thượng vị qua cái vị, nó có lỗ, nó có ống một chỗ, nó có động mạch gì, hay là vị đầu vị không vị đuôi vị, cái đó là phải nhắc qua để mà mình thi chiếu slide về mặt giải phẫu. Nếu mà nhóm nào mà không bị thiếu cái đó thì mình phải nhắc cái người hướng dẫn của mình. Ví dụ như cắt mặt cắt dưới sườn lên thấy ba cái tĩnh mạch gan, thì bây giờ đây là tĩnh mạch trên gan gì, phải giữa trái rồi hạ phân thì phân làm sao, cái đó nếu mà mình chưa được hướng dẫn mình phải hỏi nha. Sắp thì đó đừng có khiếu nại gì buổi tôi thiếu đồ bác sĩ lo ha. Với lại là trong cái giờ học mà mình không được dạy cái đó mình phải nhắc, tại vì trước khi mà các bạn coi bệnh là các bạn toàn phải coi giải phẫu, đúng không? Mình phải quét không biết mặt cắt dưới sườn coi đủ ba tấm thời gian nhìn hạ phân thì này ha. Đưa cái phần hỏi hạ phân thì máy trả lời cũng được chết ạ. Còn về kỹ năng là tới hồi thi cuối đợt đó là mình sẽ coi như giống như là cắt túi mật, để mình cắt túi mật mình cắt ra túi mật, để mình cắt ống mật chủ mình cắt ống mật chủ. Hướng dẫn mình các bạn cách cơ bản qua gan chẳng hạn, dưới sườn, kẽ
sườn hay là dọc ngang gì đó, thì trên mỗi cái hình đó nó đều có những cái cơ quan mà thuộc về giải phẫu. Cái chỗ đó cắt qua gan thì phải là gan trái, ở mà cắt dọc phía trước là gan, phía sau là cái gì chẳng hạn, đúng không? Rất là dễ lắm, mà không cần, không cần học, rất là mình học trước rồi. Để các bạn ít thi quá, cái tình trạng đi học không có bạn mà này ở liên thông và học gì nữa ta? Tất cả nhà thì đỡ đau họng hơn.